tôi đang có mặt tại địa chỉ 232/3 đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn. Đúng 6:30, anh em làm YouTube đã có mặt theo lịch hẹn để hội ngộ trong tháng 9 tại Sài Gòn, ngày 15 tháng 9. Bây giờ chúng tôi đang từ từ vào trong. Cái không gian quán cà phê rất là ấm cúng. Giờ áp dụng 120, 230 quanh mình phủng luôn.